Xin chào các bác nhà mình. Ở đây là em giới thiệu các bác đây một cây trà đuôi rồng đây. Trà đuôi rồng là một loại đặc sản của trà của dãy Tây Côn Lĩnh thuộc tỉnh Hà Giang các bác nhá. Đây cây trà này rất là cổ thụ đây, các bác nhìn cái gốc của nó đây. Trà đuôi rồng đây. Đây là búp này, búp trà đuôi rồng em hái thử cho xem này. Giờ này đạn tán toàn tán cây rừng già cành hơi tối. Em hái cho bác xem thử nha. À, búp trà đuôi rồng này. Hai búp đậu trà đuôi rồng này, sợ lông trà, cái lông trà này, cái đuôi rồng này, các bạn nhìn này rõ, hơi tối quá. Sao ơi? Cây rồng cây gần xa. Đây này, các bạn nhìn này, cây trà đuôi rồng này, cái búp búp của nó đây, búp nó đuôi, cái đuôi nhìn giống nó gọi là trà đuôi rồng ấy. Đây em hái nó thử cho xem này. Mùa thu này nó ít hơn, ít búp hơn, một xuân ra nhiều lắm. Đây đây. Ấy. Cho xem. Đó chỗ này lắng này. Lắng. Chờ anh tí đây. Lắng này. Anh muốn đào một cổ. Đấy, búp trà. Rất là to. Còn là cần trà. Tôi rồng các bác cửa alo trên nó dạng các bác nhá. Đúng kiểu không cứng không lấy tiền luôn này. Chào các bác.